chào các bạn nha thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xóa được cái số điện thoại ở trên cái tài khoản tiktok nha thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trường hợp trường hợp thứ nhất là các bạn xóa số khi các bạn vẫn còn đang sử dụng được cái số điện thoại mà các bạn liên kết đó còn cái trường hợp thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn khi các bạn bị mất cái số mà các bạn đã liên kết vào cái tài khoản tiktok nên là các bạn không nhận mã được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hai trường hợp thì các bạn có thể là theo dõi hết video để các bạn cùng thực hiện với mình nha Đầu tiên nha thì các bạn hãy truy cập vào cái tài khoản TikTok của các bạn cho mình. Sau đó các bạn hãy chuyển cho mình sang cái mục hồ sơ riêng tư của các bạn nha. Khi các bạn đã vào được cái mục hồ sơ của các bạn rồi thì các bạn sẽ kích cho mình vào cái dấu ba gạch ở góc đây. Các bạn ấn vô cho mình. Đó, các bạn kích vào mục cài đặt và quyền riêng tư ở cuối cùng nha. Các bạn ấn vô. Rồi ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn mục quản lý tài khoản thì các bạn kích vào cho mình đó khi các bạn vào đây nha thì các bạn sẽ thấy hiển thị cái số điện thoại mà các bạn đã liên kết vào cái tài khoản tiktok này nha thì việc để các bạn có thể xóa được cái số điện thoại này thì yêu cầu đầu tiên đó là các bạn hãy liên kết cho mình cái địa chỉ email nha cái việc liên kết địa chỉ email là bắt buộc nên là các bạn phải liên kết thì các bạn mới có thể là xóa được cái số điện thoại của các bạn đi nha thì khi các bạn đã liên kết địa chỉ email đây cái địa chỉ email ở bên dưới đây các bạn nhìn thấy chưa đó thì ở đây là sẽ hiển thị cái địa chỉ email thì các bạn chỉ cần thêm địa chỉ email vào là được khi các bạn thêm xong nha các bạn sẽ kích vào mục uh, số điện thoại cho mình các bạn kích vô đó thì ở đây nó sẽ hiển thị ra số điện thoại thì các bạn sẽ kích cho mình vào phần hủy liên kết số điện thoại ở đây các bạn ấn vô đó thì nó sẽ thông báo à ở đây nó đang thông báo là của mình đang để bật xác thực hai yếu tố bằng cái số điện thoại nên là mình sẽ vào phần bảo mật nha bạn nào mà bật thì các bạn vào bảo mật các bạn bỏ cái xác minh hai bước bằng số điện thoại đi cho mình đây các bạn bỏ đi nha đây mình đang xác minh hai bước đó mình sẽ xóa đấy các bạn thấy chưa cái phương thức bảo mật của các bạn đã bị xóa khỏi số điện thoại đây nha thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cái tài khoản của các bạn đó các bạn quay lại số điện thoại này đó các bạn nhìn thấy chưa thì bây giờ các bạn sẽ kích vào hủy liên kết số điện thoại cho mình thì ở đây nha mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trường hợp trường hợp thứ nhất là cái tài khoản facebook của các bạn vẫn còn cái số điện thoại mà các bạn đang sử dụng được còn cái trường hợp thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa số trong cái trường hợp là các bạn không còn sử dụng được cái số điện thoại mà các bạn đăng ký cái tài khoản tiktok này nha đây các bạn ấn hủy liên kết cho mình đây là cái trường hợp thứ nhất các bạn còn số điện thoại nha thì các bạn ấn tiếp tục hủy liên kết cho mình đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã về cái số điện thoại Thì các bạn sẽ nhập cái mã vào đây nha Sau đó các bạn ấn xóa là nó xóa cho các bạn thành công Đó là trường hợp thứ nhất Còn cái trường hợp thứ hai nha Mà các bạn hiện tại là các bạn không còn cái số điện thoại mà các bạn liên kết ở cái tài khoản tiktok này nữa thì các bạn sẽ thực hiện cho mình để các bạn xóa số điện thoại thì nó sẽ vẫn yêu cầu là các bạn phải có cái địa chỉ email ở cái tài khoản tiktok này nha khi các bạn đã có xong các bạn quay ra ngoài cho mình đó các bạn quay lại mục cài đặt và quyền dân tư các bạn kéo lên trên Các bạn sẽ kích cho mình vào mục báo cáo vấn đề ở đây nha Các bạn nhìn thấy chưa Các bạn kích vào báo cáo vấn đề Đó các bạn kích vào đó cho mình Rồi các bạn sẽ kéo lên trên Các bạn tìm cho mình đến cái mục đó là mục tài khoản và hồ sơ ở đây Các bạn nhìn thấy chưa Các bạn kích vào Đó ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái mục đó là email và số điện thoại Các bạn ấn vô cho mình đó thì ở đây nha nó sẽ cho phép các bạn là uh, những cái lựa chọn thì các bạn sẽ kích cho mình là uh, cái lựa chọn thứ hai thay đổi số điện thoại được liên kết với tài khoản đó các bạn kích vào cái thứ hai cho mình đó sẽ ra cái mục báo cáo vấn đề thì ở đây nha các bạn uh, sẽ đọc cho mình cái báo cáo vấn đề này khi các bạn đọc xong các bạn sẽ kích vào chữ không ở cái ở bên dưới vấn đề của các bạn được giải quyết hay chưa thì các bạn ấn không nhá bạn kích không cho mình đó các bạn ấn vào bạn cần thêm trợ giúp rồi các bạn kích vào đó cho mình đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn là à, điền cho họ biết được cái id cái tài khoản tiktok của các bạn thì cái id là cái mục ở bên ngoài cái trang cá nhân cái tài khoản tiktok của các bạn thì nó hiển thị cái mục id như thế nào thì các bạn viết như vậy nha nó sẽ có chữ a còng trước tiên đó đó các bạn sẽ nhìn trên màn hình mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể là viết được cái id đó khi các bạn viết được xong cái id rồi nha các bạn sẽ kích vào một số điện thoại hoặc email ở bên dưới thì ở đây nha số điện thoại và email dùng để đăng ký tài khoản nghĩa là bây giờ các bạn muốn xóa cái số điện thoại cũ đó thì các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại cũ vào đây nha đó các bạn nhập cho mình cái số điện thoại cũ Ví dụ mình nhập cái số điện thoại cũ Sau đó mình sẽ nhập cái số điện thoại mới vào đây Các bạn cũng sẽ nhập cho mình số điện thoại mới vào đây nha Kể cả các bạn muốn xóa số cũ đi thì các bạn sẽ nhập cho mình số mới mới vào. Khi các bạn nhập số mới các bạn có thể sử dụng trực tiếp bằng cái số mới thay vì cái số điện thoại cũ mà các bạn bị mất đấy nha. Thì khi các bạn nhập xong, đây thì các bạn sẽ nhập, mình sẽ nhập một số bất kỳ nha. Các bạn nhập xong rồi thì các bạn sẽ kích vào cái phần gửi ở bên dưới cho mình các bạn kích gửi ở đây là mình nhập số tự động nha còn các bạn hãy nhập cái số điện thoại cũ và mới của các bạn đang sử dụng đó khi các bạn đã uh, gửi cho nó một cái phản hồi của các bạn về cái uh, tài khoản tiktok về trung tâm trợ giúp rồi thì các bạn sẽ đợi cho mình nha trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ thì tiktok nó sẽ phản hồi cho các bạn khi nó phản hồi cho các bạn xong thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo, thì các bạn sẽ vào đây để các bạn kiểm tra đây, các bạn quay lại, các bạn sẽ quay ra ngoài tới tài khoản TikTok nha, đây vẫn vào tài khoản vào hồ sơ, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái hình biểu tượng ở đây thì các bạn sẽ kích vào để các bạn biết được thông báo, các bạn kích vô, đó, các bạn kích vào đây để các bạn biết được thông báo nha, thì đó, các bạn nhìn đây, nó sẽ hiển thị ra những cái tin nhắn, thì các bạn sẽ kích vào cái mục thông báo ở đây, bạn kích vào đó Thì ở đây thì mình đang làm thì nó chưa gửi cho mình cái thông báo Các bạn nào mà được thông báo là yêu cầu đã được chấp nhận Xóa số điện thoại của cái tài khoản Tiktok Thì các bạn sẽ kích cho mình vào cái dòng chữ cuối cùng Đó là báo cáo vấn đề hay là cái dòng chữ cuối cùng đó Các bạn sẽ kích vào đó Sau khi các bạn kích vào thì các bạn chỉ cần là à, Viết cho cái Tiktok này một cái thông báo Đây thì mình cũng sẽ để cho các bạn một cái thông báo ở đây nha Các bạn sẽ viết cho mình như thế này Đây mình sẽ lấy một cái thông báo rồi cho các bạn xem nha. Đây thì các bạn sẽ nhìn đây. Đó thì mình sẽ hiển thị cho các bạn ra như thế này nha. Thì các bạn sẽ viết cho mình thông báo này. Chào quản lý TikTok, tôi bị mất số điện thoại đã liên kết với cái tài khoản. Tôi mong là TikTok có thể xóa giúp tôi cái số điện thoại đó. Sau đó các bạn sẽ điền cho mình cái ID tài khoản này, ngày đăng ký này, vị trí này, tên máy và số điện thoại mà các bạn đang liên kết thì khi các bạn đã viết và gửi những cái thông báo như vậy rồi thì TikTok nó sẽ giải quyết cho các bạn. Sau đó họ sẽ thay đổi, xóa cái số điện thoại mà các bạn không sử dụng đó đi nữa nha. Thì các bạn có bất cứ cái thắc mắc gì các bạn cứ bình luận ở dưới video mình sẽ vào mình hướng dẫn cụ thể cho các bạn những cái bước sau này thì các bạn có thể là thực hiện được vâng thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn để các bạn có thể xóa được cái số điện thoại mà các bạn uh, liên kết vào cái tài khoản tiktok của các bạn nha thì các bạn uh, cái những cái trường hợp cuối cùng các bạn gặp cái thắc mắc gì các bạn có thể bình luận ở dưới video mình sẽ vào mình giải đáp cho các bạn nha thì video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi ạ xin chào tất cả các bạn